Alo. Vâng, chúng ta cùng chuẩn bị đến với lại trận chung kết giữa hai đội bóng Ngọ Phúc và Vũ Bản. Một đội bóng đang trên con đường đi bảo vệ chức vô địch. Và một đội bóng thì đang tìm những danh hiệu mới. Liệu rằng ngôi vô địch này sẽ ở lại với Phúc hay nó sẽ mang tên Vũ Bản? Ta sẽ cùng chờ. Trọng tài Đại Đào Hoa đang có những lời căn dặn trước hai đội bóng. Và mọi thứ thì đang được chuẩn bị. Và tất cả mọi thứ thì có cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Xin đồng nhiên lên chào mừng hai đội bóng Ngọ Phúc Vũ Bản về tham dự trận chung kết giải bóng đá tổ dân phố thôn Vũ Nồng được tổ chức lần thứ hai năm 2023. Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta đang có mặt tại sân bóng nhà văn hóa thôn Vũ Nồng để đón xem trận chung kết giữa các cầu thủ Ngọ Phúc Bản. Vũ Bản sẽ ra sân với thủ thành số 1 Xuân Hiếu, cầu thủ số 16 Đình Tú, số 4 Bạch Hưng, số 14 Hồng Sơn, số 13 Xuân Sang, số 9 Mân Quang, số 6 Tiến Đệ, số 17 Xuân Mẫn, số 17 Xuân Bách và cầu thủ số 7 là Xuân Kiên. Phía Ngọ Phúc họ ra sân với thủ thành số 1 Trần Nam, số 7 Văn Mai, số 4 Văn Tuấn, số 9 Hồng NB, số 10 Minh Hiếu, số 17 Dương Đại, số 23 Văn Hòa, số 86 Văn Đồng và cầu thủ số 9 này là Văn Minh. Vấn đề cho giải đấu của chúng ta được thành công tốt đẹp thì cũng không thể không nhắc tới những mạnh thường quân, nhà tài trợ vàng em Đoàn 94, một Việt kiều tại Nhật Bản là nhà tài trợ vàng cho cái giải đấu này. Và trước khi trận đấu này bắt đầu thì anh Sơn của Vũ Bản sẽ trao tặng cho Vũ Bản, nếu như giành chiến thắng trong trận đấu này, là một đóa hoa đồng tiền trị giá 500.000 đồng. Và bàn thắng đầu tiên của Vũ Bản, nếu như ghi bàn thắng đầu tiên, sẽ có 500.000 đồng cho anh Cún. Đường lên bóng dành cho các cầu thủ Ngọ Phúc. Đội bóng Ngọ Phúc thì đang trên con đường đi bảo vệ cái chức vô địch.
nhà vô địch ở giải đấu lần trước, đang đối đầu với Vô Bản, một đội bóng đang có tinh thần khát khao để tìm lại những danh hiệu lần đầu tiên. Thì một thế hệ của Vô Bản đang là một thế hệ vàng, đạt tới đội 9. Trang phục của Vô Bản ra sân quần xanh áo xanh, đối với cầu thủ Ngọ Phúc họ mang trên mình bộ trang phục là quần đen áo cà phê xưa. Một tình huống xuống biên không thành công. Như vậy là đã có tiếng còi của trọng tài Đại Đào Hoa, một trong những cây còi vàng ở khu vực Hiệp Hòa Bắc Giang. Đá phạt. Có một chút tác động nhẹ đối với số 4 Văn Tuấn. Và ngay lập tức cầu thủ này đã ngã xuống rất nhanh. Nhưng trong bóng đá thì ngã xuống mà còn kêu là vẫn còn đá được. Ngã xuống mà kêu đánh ngọ một cái thì nó sẽ là vấn đề rất nguy hiểm. Giải bóng đá của chúng ta được thi đấu trên thể thức sân 9 người. Đây cũng là một cơ hội khá rồi, rất nguy hiểm. Mà nếu như đội Vô Bản mà vô địch thì có thêm một giải nữa là huấn thêm Ngọc, sẽ tặng 1.500.000 đồng cộng với 2 triệu của anh Sơn là 3.500.000 đồng nếu như Vô Bản vô địch. Liệu rằng Tân Vương mới có mang tên Vô Bản cho giải đấu thôn Vô Nông được mở rộng lần thứ 2 năm 2023 hay không, thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Đưa bóng vào không được. Một cái pha bóng này thì có lẽ những tình nguyện viên đi nhặt bóng không muốn rồi. Nó vượt biên. Muốn phát bóng lên, thủ thành của Ngọ Phúc đó là Trần Nam. Ngay từ những phút đầu tiên, với tinh thần khát khao của mình, các cầu thủ Vô Bản cũng đang chủ động dâng cao, người cao nhất trên hàng công, một cầu thủ số 7 Xuân Kiên đang là mũi nhọn tấn công duy nhất trên hàng công của Vô Bản. Khá được cơ hội, không bao. Bóng vẫn còn, chưa có tiếng còi trọng tài. Chưa thể có bàn thắng mở tỷ số cho nhà đương kim vô địch của giải đấu lần trước. Vừa rồi là một pha đưa bóng vào của Dương Đại, không chính xác. Đây sẽ là câu trả lời không được. Lên bóng không thành công của đội bóng áo xanh. Nguyễn Dương thì Vô Bản thì đang là sự góp mặt của Xuân Sang và số 9 Mẫn Quang sẽ hỗ trợ cho những tình huống tấn công của đội bóng áo xanh. Đọc em là FC Ngọ Phúc mà Phạm Lôi vô địch thì Ngọ Văn Trương 995 ủng hộ 3 triệu. Nếu như đội bóng Ngọ Phúc mà bảo vệ thành công trước vô địch giải đấu lần này thì Ngọ Văn Trương sẽ trao tặng một đóa hoa trị giá 3 triệu đồng. Không được. Đối với thể thức sân 9 thì những tình huống bóng biên nó sẽ là ném biên.
nỗ lực căng ngang. Thầy cơ đánh đầu không được. Đó là tình huống đánh đầu của Xuân Sang. Đấu được coi là chào mừng năm mới 2023. Ngày hôm nay là ngày mùng 2. Và diễn biến của trận chung kết giữa Ngọ Phúc và Vô Bản sẽ chúng tôi trực tiếp trên kênh fanpage bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Và nếu như quý vị khán giả chúng ta không thể tới sân bóng để xem trực tiếp trận đấu này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể xem lại. Và đừng quên like và chia sẻ để cho tất cả những mọi người trên khắp mọi miền đất nước có thể biết tới giải đấu của chúng ta. Những hình ảnh và những pha bóng sẽ được lưu lại xuyên suốt giải đấu. Ném biển thuộc về đội bóng Ngọ Phúc. Đánh đầu, thời cơ không được, bắt vô lại. Vẫn chưa thể có một tuyến dứt điểm tuyến này dành cho các cầu thủ. Đối với bóng Ngọ Phúc thì rõ ràng họ được đánh giá mạnh hơn. Và những giới chuyên gia và những nhà phân tích bóng đá bên ngoài thì đang ra một cái độ đó là Ngọ Phúc chấp 0.75, tức là một ăn lửa. Sút bóng quá đơn giản đối với Tô Thành Xuân Hiếu. Sân bóng 9 người và đang các cầu thủ chúng ta đang thi đấu trên mặt sân đất nện, mặt sân cỏ tự nhiên. Đối với cái thời tiết hanh khô như này thì chúng ta cũng không thể tránh được những luồng bụi tại sân bóng. Nhưng có lẽ nó không làm ảnh hưởng quá nhiều gì tới nhiệt độ thi đấu của các cầu thủ trên sân. Liệu có đường phản công dành cho các cầu thủ áo xanh hay không? Đường chuyền hơi mạnh. Trong pha bóng vừa rồi thì Bật Hưng cũng không chủ động dâng cao. Hai hậu vệ, hai cánh của các cầu thủ Vô Bản có lẽ là Bật Hưng và số 16 Đinh Tú. Xuân Kiên, một đường chuyền bóng ra không thành công cho tuyến hai của Xuân Kiên. Ở đây sẽ là đường phản công hơi vội vàng, không hề có tiếng còi tiếp tục. Khi mà chưa có tiếng còi của trận đấu của trọng tài thì trận đấu vẫn được tiếp tục. Đội bóng nào mà dừng lại thì đội bóng đó sẽ thiệt thòi. Thái cơ kẹp không. Đường chuyền của Xuân Sang dành cho Xuân Kiên. Không chế bóng một không thành công. Đưa bóng vào. Quá dễ dàng đối với Xuân Hiếu. Một tình huống đưa bóng vào hơi sâu của Văn Mai. Đội bóng giành danh hiệu vô địch cho giải đấu này sẽ nhận được rất nhiều tiền thưởng của ban tổ chức cũng như là những phần quà khá có giá trị của những mạnh thường quân đang cổ vũ cho đội bóng con cưng của mình. Thời tiết ngày hôm nay nó đã không còn lạnh lẽo như hai ngày trước nữa. Một không khí khá ấm áp trên sân bóng Văn Hóa Thông. Trẻ người rất kinh nghiệm của Đinh Tú. Đối với thủ thành Trần Nam
thì cũng là một thủ môn rất dày dặn kinh nghiệm, đã trải qua rất nhiều những trận mặc. Xuân Kiên, vẫn là Xuân Kiên. Xuân Kiên dường như vẫn chưa chủ động trong những cái pha bóng đối mặt và những tình huống bóng như vừa rồi. Mũi nhọn trên hàng công của đội bóng áo xanh vẫn đang được chăm sóc khá kỹ lưỡng bởi hàng hậu vệ bên phía Ngọ Phúc. Một đại diện đến từ xã Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang đang có cuộc đối đầu với đội bóng tổ dân phố Vũ Bản. Tình huống lỗi ném biên trong bóng đá thể thức sân 9 và sân 11 thì ném biên chúng ta phải hai tay băng qua đầu, và đặc biệt đôi chân của chúng ta không được phép thổi lên khỏi mặt đất khi mà trái bóng vẫn còn đang ở trên tay. Ném biên rất mạnh. Không nghe có lôi. Bóng đã một tình huống chạm tay rồi. Như vậy là đó là lỗi đẩy người chứ không phải là bóng chạm tay. Sẽ là một tình huống đá phạt dành cho Ngọ Phúc. Góc sút là rất rộng. Ở cái vị trí như thế này thì các những người lãnh sướng có rất nhiều sự lựa chọn. Chiếc bóng này là Văn Dương Đại. Đây cũng là một vị trí khá lý tưởng cho những người thuận chân trái. Và liệu rằng đó là cú đá thẳng khá nguy hiểm, không phải là cú sút của Văn Hòa mà đó là tình huống dứt điểm của Dương Đại. Tình huống đá bóng sệt khá khó chịu của Dương Đại. Đánh đầu không đâu, tuyệt vời, 1-1 đội thành Xuân Hiếu. Một pha bật cao đánh đầu của Văn Hòa. Tôi chỉ nói Dương Đại. Dương Đại đã có một pha bật cao đánh đầu rất hay, tuy nhiên người bắt thì lại còn hay hơn. Phản xạ tuyệt vời của Xuân Hiếu. Đã có lôi. Đối với cái khu vực 1m50, chỉ cần có một tác động nhỏ đối với thủ môn thì ngay lập tức trọng tài cũng sẽ cắt còi. Vì sao người ta lại gọi trong bóng đá là có vòng cấm? Vòng cấm là khu vực được ưu tiên dành cho thủ môn, tuy nhiên nó cũng là một khu vực nhạy cảm. Thì hàng hậu vệ phạm lỗi ở khu vực này thì nó sẽ dẫn đến penalty. Đây sẽ là thời cơ. Cơ bóng đi lên trời. Trong tiếc nuối của các cổ động viên bên phía Ngọ Phúc. Trong pha dứt điểm đó. Dứt điểm của Văn Minh hơi vội vàng. Tuy nhiên thì đó nó mới là những sự thú vị trong bóng đá. Quá người, khoảng trống rất chật hẹp. Phối hợp đá bật nhanh, chân trái không được. Tính cho tới đây hiện tại thì hai bên vẫn chưa có một sự thay đổi người nào. Nhìn chung thì các cầu thủ Ngọ Phúc đang là đội bóng nhập cuộc chủ động hơn và họ đã có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Thì nó cũng chỉ mang tới mức độ là cơ hội.
Và một trận chung kết, tuy nhiên trên sóng live lúc này thì mới chỉ có khoảng 200 người đang theo dõi. Mà tiếp tục phạm lỗi. Xin được chào bạn Bá Thủy, xin chào Nguyễn Hải và xin chào bạn Hân Nguyên. Vâng, mic hiện tại thì hệ thống âm thanh nó đang có một chút trục trặc, cũng rất mong quý vị khán giả chúng ta hãy thông cảm. Đây cũng là một cơ hội khá rõ ràng để cho các cầu thủ Ngọ Phúc có được bàn thắng mở tỷ số. Đến đây không được. Rất nhanh thì các cầu thủ áo xanh cũng đã kịp thời bắt bài. Alo, vâng, quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở lại diễn biến của trận đấu. Vừa rồi có một chút trục trặc về kỹ thuật âm thanh, cũng rất mong quý vị khán giả trên sân bóng của chúng ta cũng như là khán giả đang xem theo dõi trên live chúng ta hãy bỏ qua. Phút thứ 19 của hiệp một trận chung kết giữa các cầu thủ Ngọ Phúc và Vũ Bản đã trôi qua. Và tỷ số lúc này thì vẫn đang là 0 đều. Sút xa. Không chính xác. Vừa rồi đó là cú ra chân của Minh Hiếu. Minh Hiếu, Dương Đại, Văn Hiệp cũng đang là những cái tên thi đấu ở vị trí tuyến giữa của đội bóng Ngọ Phúc. Rất chắc chắn. Trong bóng đá thì đội bóng được đánh giá mạnh hơn chưa chắc là sẽ giành chiến thắng. Quan trọng cái đội bóng yếu, người ta sẽ thi đấu với cái tinh thần như thế nào, rất quyết tâm. Ngày hôm nay đó là ngày mùng 2 của Tết Dương Lịch rồi. Đối với truyền thống văn hóa và nét văn hóa của Việt Nam thì chúng ta là Tết Ân. Tuy nhiên bình luận viên Vũ Tiến cũng xin được gửi lời chúc tới tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại sân bóng cũng như là toàn nhân dân thôn Vũ Nông một lời chào và một lời chúc năm mới sức khỏe dồi dào. Trong những phút vừa qua thì nhiệt độ của trận đấu đã trở nên diễn ra với mật độ trung bình. Vẫn là những cơ hội hãm thành của đội bóng được đánh giá cao hơn là Ngọ Phúc. Tuy nhiên thì bàn thắng vẫn chưa đến với lại nhà đương kim vô địch của giải đấu lần trước. Vũ Bản vẫn đang cho thấy sự chắc chắn và cái lối chơi khó chịu của mình. Đánh đâu! Không vào! Đó là tình huống bật cao đánh đầu của số 23 Văn Hòa. Bóng đã trôi ngang qua cột dọc khung thành của Tố Thành bên phía Vũ Bản. Đã có một tình huống va chạm trước số 9 và một cầu thủ của Ngọ Phúc và một cầu thủ bên phía Vũ Bản. Hai số 9 va chạm với nhau, nó chỉ là một tình huống ham bóng thôi, không có gì. Ủa,
đấy. Nó lấp nhìn. Cồn nó mới nảy ra. Đen rồi đấy. Theo chúng tôi vừa quan sát lại trên này thì pha bóng vừa rồi cũng đã chạm mép cột dọc khung thành của đội Thành Xuân Hiếu. Thủ thành Xuân Hiếu thì đã bị đánh bại, tuy nhiên vẫn còn đó cái cột dọc để cứu thua cho đội bóng áo xanh. Phản công, hai cầu, pha bóng an toàn, đó là tình huống pha bóng của Hồng Sơn. Bây giờ thì ném bên lên cho cao thủ áo xanh. Đưa vào. Đây sẽ là đường phản công. Nỗ lực chuyền bóng không thành công của số 9 là Mẫn Quang bên phía vô bàn. Phạt bóng lên rất mạnh, tuy nhiên không có cầu thủ nào có thể theo được đường bóng vừa rồi. Danh hiệu dành cho giải nhì. Coi không được, một pha thoát xuống của Xuân Kiên. Xuân Kiên đã thoát xuống như là chỗ không người. Hàng lâu về bên phía các cầu Ngọc Phúc trong pha bóng vừa rồi đã lãng quên với Xuân Kiên. Hậu vệ bỏ bóng thế chết à. Vừa rồi đã có một cái pha bóng khá hài hước, nhưng không sao, trong bóng đá thì nó không thể thiếu những va chạm, không thể thiếu những... Tuy nhiên những pha va chạm đó nó không ác ý. Khá mạo hiểm, pha bắt bóng làm thoát tim các cổ động viên bên phía vô bàn của Xuân Hiếu. Bóng lại trở về tầm kiểm soát của các cầu thủ Ngọ Phúc. Đội bóng Ngọ Phúc cũng là một trong những đội bóng khá quen thuộc trên sân bóng Ngọ Khổng Châu Minh Hiệp Hòa Bắc Giang. Đưa bóng lên, không hề có lôi. Đánh đầu. Đối với các cầu thủ vô bàn thì họ đang thi đấu một lối đá rình rập, biết người biết ta. Rõ ràng thì các cầu thủ Ngọ Phúc là đội bóng được đánh giá mạnh hơn. Tuy nhiên thì bóng đá, những đội bóng mạnh chưa chắc đã giành chiến thắng. Điển hình như ở World Cup vừa rồi diễn ra tại Qatar thì đã có rất nhiều những ông lớn đã phải từ bỏ cuộc chơi ngay từ vòng bảng khi mà gặp những đại diện đến từ châu Á thôi, đã không thể giành chiến thắng. Đối với đội bóng vô bàn thì họ cũng đang là những cầu thủ có khát khao để đi tìm kiếm chức vô địch đầu tiên của mình. Đưa vào, liệu có tới được vị trí của Xuân Kiên không? Khá quyết liệt. Khu vực giữa sân cũng đang là điểm nóng ở hai bên. Huy chương thì nó đều dành cho cả hai đội, huy chương bạc và huy chương vàng. Tuy nhiên thì chiếc cúp vàng thì nó chỉ mang tên đội bóng nào xuất sắc nhất mà thôi. Lùi xuống.
Lùi xuống. Tôi bảo lùi xuống. Một đội bóng thì đang trên con đường đi bảo vệ cái chức vô địch của mình. Còn một đội bóng thì đang thể hiện cái tinh thần khát khao cho danh hiệu vô địch đầu tiên. Đường lên. Dường như trong những phút vừa qua thì tuyến giữa của vô bản đang để rơi vào tay các cầu thủ Ngọ Phúc. Rất thoáng. Tiền sang. Tốc độ của trận đấu đang diễn ra với mật độ trung bình. Diễn ra. Dương Đại khá quyết tâm. Tiến đệ. Lại là Dương Đại. Đường lên. Hai câu. Lưới thì nó đã rung lên rồi. Nhưng đó là lưới bên ngoài sân. Tổng tài cho rằng tình huống bắt bóng vừa rồi của thủ thành Trần Nam là vẫn ở trong vòng cấm. Tuyến này không phải là pha dứt điểm tuyến này của Dương Đại. Như vậy là bóng đã chạm tay. Đá phạt. Vào đi, vào đi. Đứng trước bóng lúc này vẫn đang là Dương Đại. Góc xa. Góc bên phải. Và anh Hòa. Liệu rằng có phải là cú đá chân trái của anh Hòa không? Đưa vào. Không vào. Khá chủ động trong pha bắt bóng. Phạm Lỗi vẫn đá phạt lên cho đội bóng áo xanh. Mẫn Quang Gia này ai vào? Đình Khánh. Đình Khánh ạ, số mấy anh gọi? Có lẽ các cầu thủ áo xanh sẽ chuẩn bị có sự thay đổi người cực rất nguy hiểm. Thay người bên phía cầu thủ vô bản có sự thay đổi người đầu tiên khi mà cầu thủ số 9 Mẫn Quang sẽ được rút ra và vào sân là số 5 Đình Khánh. Một cầu thủ trẻ và có thể cao to được tung vào sân để củng cố lại tuyến giữa bên phía các cầu thủ vô bản. Một pha bóng an toàn. Một pha bóng mà Hồng Sơn lỗi ném biên. Không văng qua đâu. Quân ném biên thuộc về vô bản. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Rất kỹ thuật, qua người. Thầy cô kẹp không.
Phá bóng quá quyết đoán. Bóng sẽ được nhồi vào liên tục. Trong một cái trận chung kết thì ban tổ chức cũng đã cắt cử những tình nguyện viên đi nhặt bóng để đảm bảo chất lượng cho những tình huống bóng không bị gián đoạn. Không thể có tình huống dứt điểm. Tuyến ơi, phản công. Đường chuyền. Đây là Hồng Sơn. Cơ hội khống chế không thành công của Xuân Kiên. Cái sợi dây liên lạc giữa Xuân Kiên, giữa Xuân Sang và những cầu thủ ở giữa sân đang chưa thể tìm thấy nhau. Lại là Xuân Kiên, pha đánh gót của Xuân Kiên. Xuân Kiên không vào. Một pha đá bóng nguy hiểm đầu tiên của Xuân Kiên. Tới đầu trận bây giờ. Cú đá rất có lực của Xuân Kiên nhưng vẫn chưa thể chiến thắng được thủ thành Trần Nam. Tình huống không chơi bóng và sau đó thực hiện pha vớt bóng của Xuân Kiên là khá đẹp mắt, xuất xa, không vào. Rất nguy hiểm trong pha bóng vừa rồi. Đó là cú ra chân của số 6 Tiến Đệ. Nó là quá nguy hiểm thì đúng rồi, nếu như pha bóng vừa rồi mà nó đi vào khung thành thì có lẽ thủ thành Trần Nam sẽ đứng chôn chân. Dứt điểm. Cơ hội. Đó là Văn Mai. Liên tiếp là những pha dứt điểm và cuối cùng Văn Mai. Lại đâu rồi? Ai vào? Anh là số 4 ra. Văn Tuấn là ai? Thịnh vào. Thịnh gì? Thịnh ạ? Văn Thịnh. À, Trọng Thịnh. Trọng Thịnh số bao nhiêu ạ? Có 4 nhiệt hay luôn là số 4. Trọng Thịnh. Đâu lấy áo luôn, ngoài áo. Tuấn. Văn Tuấn đi vào. Và Thanh ơi. Bên phía cao thủ Ngọ Phúc. Trọng Thịnh sẽ được đưa vào sân để thay cho số 4 Văn Tuấn. Qua một nỗ lực giành lại bóng. Đúng không? Được quả bóng đi. Được. Lấy đâu người đâu. Đâu còn ai đâu mà gần phá. Đâu còn ai đâu mà gần phá. 1-0 cho đội bóng Ngọ Phúc. 1-0 thì chúng ta cũng chưa thể nói lên điều gì trong một cái thế trận như thế này. Tỷ số lúc này đã là 1-0. Thời gian của hiệp 1 thì vẫn chưa kết thúc. Cơ hội là vẫn còn rất rộng. Đủ thời gian cho các cầu thủ bạn có thể san bằng và tạo trọng ngoạn mục cho giải đấu lần này. Đường chuyền. Nó là hơi mạnh. Tiếp tục. Như vậy là pha bóng vừa rồi cũng là tình huống bóng cuối cùng của một trận chung kết giữa cao thủ Ngọ Phúc và Vũ Bản. Quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với lại hiệp 2 trận đấu này. Sau ít phút nữa kết thúc 1-1 thì đội bóng Ngọ Phúc đang tạm dẫn trước Vũ Bản với tỷ số là 1-0 với bàn thắng duy nhất của Văn Mai.
này được rồi. Đúng đây này, nó không. Đứng bên kia nhìn rõ hơn. Đứng bên kia nó lại đá bóng vào cái bà chân thì các bạn. Vừa nãy là làm một phát tác tác à. Alo. Vâng, xin chào mừng quý vị các bạn. Chúng ta cùng trở lại với sân bóng Nhà văn hóa thôn Vũ Đông. Đó là xem 13 trận chung kết giữa các đội Ngọ Phúc và Vũ Bản. Kết thúc 1-1. Thì đội bóng Ngọ Phúc đang tạm dẫn trước Vũ Bản với tỷ số là 1-0. Bàn thắng duy nhất cho đến hiện tại được ghi do công của Văn Mai. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi Vũ Bản sẽ bùng lên trong hiệp 2 trận đấu này. Để cho giải đấu của chúng ta được thành công tốt đẹp thì nhà tài trợ vàng đó là anh Đoàn, sinh năm 1994, một Việt kiều Nhật Bản, là nhà tài trợ chính cho cái giải đấu năm nay. Và thay mặt cho ban tổ chức xin được chúc anh em Đoàn và gia đình sức khỏe dồi dào. Ở hiệp 1 thì cả hai đội bóng đã có những cơ hội. Tuy nhiên đội bóng Ngọ Phúc là đội đã tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Và họ đã có được bàn thắng cho những pha vây hãm khung thành. Có lẽ các cầu thủ Vũ Bản cần phải điều chỉnh lại những miếng đánh trở nên đa dạng hơn. Hiệp 2 trận đấu này thì các cầu thủ Ngọ Phúc cũng đã có sự thay đổi khi mà Văn Tình được tung vào sân để thay vào vị trí của Văn Minh. Điều khiển chính trận đấu này đó là trọng tài Đại Đào Hoa, một trong những cây còi vàng ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Và hai cộng sự trọng tài biên sẽ phục vụ nhiệt tình để đảm bảo chất lượng chuyên môn tối đa cho trận chung kết này. Cách biệt thì chỉ là một bàn. Các cầu thủ Vũ Bản hoàn toàn có thể tạo nên một cuộc lội ngược dòng. Tuy nhiên để làm được điều này thì Vũ Bản cần phải săn bằng tỷ số 1-1 trước đã, sau đó tính tiếp. Một tình huống đánh đầu, Xuân Kiên không được, bóng vẫn còn. Vẫn là những tình huống nhập cuộc chưa được chủ động của cao thủ áo xanh. Những miếng đánh của họ cần phải trở nên đa dạng hơn khi mà những pha xuống biên cũng như là tình huống chuyền bóng cuối cùng của Vũ Bản đang gặp vấn đề. Cần phải tự tin hơn trong khâu dứt điểm. Tiếp tục biên dành cho các cầu thủ Ngọ Phúc. Đường lên. Đây sẽ là thời cơ. Phản công. Cơ hội. Đường chuyền. Đường chuyền của Đình Khánh là hơi mạnh so với đà di chuyển xuống của Xuân Sàng. Rất phiêu lưu.
Đường truyền tốt. Đã có những dấu hiệu khởi sắc hơn dành cho các cầu thủ. Xuân Kiên, Xuân Kiên không được. Ra chân. Cú sút của Xuân Kiên đã bị các hàng hậu vệ bên phía đội bóng Ngọ Phúc can thiệp. Vâng, nếu mà trái bóng mà rơi vào ô tô mà vỡ được kính thì chỉ là ô tô hàng mã thôi thì mới vỡ được. Bóng vào kính thì chắc chắn là không vấn đề gì rồi. Cần phải có những miếng đánh tích cực hơn. Có lẽ các cầu thủ Ngọ Phúc chuẩn bị có sự thay đổi người tiếp theo khi mà Trọng Thể sẽ được đưa vào sân để thay cho Văn Mai. Đường xuống không được. Và tay người trong tay. Trọng Thể bên phía Ngọ Phúc sẽ được đưa vào sân và ra sân là Văn Mai. Tính cho thời điểm hiện tại thì cao thủ Ngọ Phúc đã có 3 sút điểm rồi. Còn đối với vụ bàn thì họ mới chỉ phải duy nhất một vị trí, đó là Đình Khánh được đưa vào sân để thay vào vị trí của Mẫn Quang. Thể thức của giải đấu năm nay đó là mỗi đội sẽ thi đấu hai hiệp, mỗi hiệp là 35 phút, chưa kể thời gian bù giờ. Và nếu như hai đội hòa nhau ở trận chung kết này thì có lẽ hai đội sẽ bước vào là được dùng men làm tiền cược não luôn. Nhà đương kim vô địch vẫn đang là đội bóng có được lợi thế. Tuyến giữa của vụ bản hiện tại vẫn đang chưa thể gắn kết và có những miếng đánh đa dạng. Những pha lên bóng của họ vẫn đang rất dễ bị bắt bài. Cần phải có những miếng đánh mới, những tình huống xuống biên để tạo ra sự khác biệt trong lối chơi. Vũ bản căng ngang không được, tuy nhiên vẫn có phản công dành cho Ngọ Phúc. Đánh đâu không có gì nguy hiểm. Và đây sẽ là thời cơ dành cho cao thủ Vũ Bản. Bóng vẫn còn trong sân. Ném biên. Trong những phút tiếp theo thì bắt buộc cao thủ Vũ Bản phải tăng tốc, phải dừng cầu. Khi mà họ đang là đội bóng bị dẫn trước. Đã có một tình huống chạm tay. Đây sẽ là một tình huống đá phạt cho các cầu thủ vô bàn. Cần phải chất chiêu hơn những cái cơ hội, những tình huống bóng cố định như thế này.
Trong những tình huống đá phạt thì chúng ta phải đứng dưới bóng hoặc đứng hẳn lên trên phần sân của đối phương. Đánh đầu không được, và đá phạt khá khó chịu. Đưa lên. Không chế bóng 1 không được mềm mại. Đó là pha xử lý của Đình Khánh. Chưa thể có thể tạo ra được đột biến trong những đường lên bóng của đội bóng áo xanh. Phản công không thể tới được vị trí dành cho đồng đội. Xuân Kiên kịp không? Xuân Kiên, đây là pha xử lý của Xuân Kiên, nhưng đường bóng cuối cùng của Xuân Kiên lại đi hết đường biên ngang. Trận đấu giữa Ngọ Phúc và Vũ Bản, khuôn khổ trận chung kết của giải bóng đá thôn Vũ Đông mở rộng lần thứ hai năm 2023. Thì đang có được quay phát trực tiếp kênh fanpage Bệnh viện Nguyễn Anh Hùng, và chúng tôi hy vọng rằng quý vị khán giả hãy cùng nhau chia sẻ để ủng hộ cho đội ngũ truyền thông cũng như là giải đấu của chúng ta. Xuân Kiên, không thể có đường phản công. Đấy rồi, không được. Thay cơ, không vào. Phạt góc và thay người. Bên phía cầu thủ Vũ Bản có sự thay đổi người thứ hai. Xuân Kiên sẽ được rút ra vào sân là Mân Quảng. Mân Quảng sẽ được tung vào sân để thay đúng vào vị trí của Xuân Kiên. Đánh đầu, bóng đi vượt xa ngang trong khung thành khi mà Hồng NB đã có đủ thời gian, đủ tự tin để căn chỉnh trái bóng. Tuy nhiên cú sửa đầu của cầu thủ này lại đi vượt xa ngang. Vừa rồi đó là pha đánh đầu của số 23 Văn Hòa chứ không phải là Hùng Nội. Đường chuyền quá ngây, không thể thực hiện một đường căng ngang. Và đây là câu trả lời rất quyết đoán và vẫn còn những pha phối hợp ngắn ở khu vực giữa sân của đội bóng Ngọ Phúc. Quá khó rồi. Đội bóng Hoàng Anh Xanh vẫn chưa thể tạo ra được những đột biến trong khâu tấn công. Sẽ có một tình huống ném bóng, ném trả bóng. Ở năm 2014, luật FIFA đã ra rồi. Khi mà đá bóng vào trọng tài là ném trả bóng. Đội bóng nào đá vào trọng tài thì trọng tài sẽ ném bóng lại cho đội bóng đó. Đây sẽ là đường lên bóng dành cho cao thủ Ngọ Phúc. Bóng đá chạm tay của Dương Đại. Khá đáng tiếc, Dương Đại cũng đã có cái ôm đầu tiếc nuối. Trong bóng đá thì tất cả các bộ phận trên người chúng ta đều có thể sử dụng. Tuy nhiên
đôi tay của chúng ta thì ngoài thủ môn ra sẽ không được phép dùng đến. Rất kinh nghiệm Đỗ Nguyên. Đây sẽ là đường phản công. Thời cơ đánh đầu được không được. Cơ hội. Không thể có bàn thắng cho các cầu thủ Vũ Bản. Rất đáng tiếc. Trọng tài Đại Đào Hoa đã đứng rất gần trong cái pha bóng vừa rồi. Mẫn Quang kịp không? Mẫn Quang. Đó là pha xử lý của Mẫn Quang. Quá người. Và đá bóng không thành công của Mẫn Quang. Biên dành cho đội bóng áo xanh. Cố gắng lên. Dương Mạnh. Đường vào. Có những cái cơn bão bụi cũng thường xảy ra trên sân bóng. Đối với mặt sân đất nện thì điều này nó cũng là bình thường. Ở cái thời tiết hanh khô như này thì không thể tránh khỏi những tình huống bụi bặm. Đặc biệt là bóng đá phong trào. Đây là Mẫn Quang. Được chuyền tốt của Mẫn Quang. Quang ơi, thời cơ. Không được. Đó là phát quay về của Xuân Sang. Trong những phút tiếp theo thì bắt buộc đội bóng áo xanh phải dâng cầu. Khá quyết liệt. Khống chế tốt, sút xa. Phản công cho Vũ Bản. Khá khó khăn. Trọng tài Đại Đào Hoa cho rằng không có tình huống chạm tay của hậu vệ bên phía các cầu thủ Ngọ Phúc. Đưa bóng lên. Không thể có đường phản công. Dương Đại. Đường chuyền của Dương Đại dành cho số 7. Đó là Trọng Thể. Như vậy là sẽ có một tình huống đá phạt dành cho Ngọ Phúc. Phản đánh đầu pha bóng. Bắt vô lê không được. Một pha không chế bắt bóng và bắt vô lê luôn của Minh Hiếu. Thời gian thì cũng dần trôi đi. Và cơ hội dành cho đội bóng Vũ Bản sẽ hẹp lại. Nếu như họ không mạo hiểm dâng cao, bắt buộc các cầu thủ áo xanh phải mạo hiểm dâng cao trong những phút tiếp theo. Đây là trận chung kết cuối cùng. Họ sẽ không có cơ hội để sửa sai. Thank you.
Quá lưỡi. Đã có tiếng còi của trọng tài. Bây giờ sẽ là tình huống đá phạt cho các cầu thủ áo xanh. Những cơ hội như thế này chúng ta cần phải chắt chịu. Sẽ là rất nguy hiểm. Đối với trận chung kết thì cũng khá rõ ràng, nó sẽ rất bàn cong, rất kịch tính. Đá phạt tuyến này không được, một pha phối hợp đá bị bắt bảy. Tuy nhiên vẫn là thời cơ dành cho cầu thủ áo xanh, sút xa không vào. Đó là cú ra chân của Hồng Sơn. Trước đó là một pha đá phạt đá bị bắt bảy. Đây sẽ là đường phản công. Ba đánh ba. Không được. Vâng, ban tổ chức thì yêu cầu các cổ động viên của chúng ta có vũ nhiệt thì đã đành là nhiệt rồi. Nhưng chúng ta cũng không được phép chạy vào sân. Một đội bóng sẽ chỉ được phép thi đấu với 9 người thôi. Cả trọng tài. Chứ chúng ta không thể thi đấu với 20 người cả trọng tài được. Không được. Biên cho vô bàn. Lùi về đài ơi. Đưa vào. Quá đơn giản đối với thủ thành Trần Năm. Không có gì nguy hiểm đối với cầu môn khung thành bên phía đội bóng vô bàn. Phút thứ 58 của trận đấu này, các cầu thủ vụ bản sẽ còn hơn 10 phút thi đấu chính thức nữa, chưa kể thời gian bù giờ để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Hai cầu không được. Sút xa. Chưa có tiếng còi. Và đây sẽ là câu trả lời. Còi không được. Phạm lỗi. Như vậy là trọng tài sẽ tham khảo ý kiến VAR. Và quý vị khán giả hãy ổn định chỗ ngồi, chúng ta hãy ổn định chỗ ngồi, chúng ta đừng chạy ra cái khu kỹ thuật của chúng tôi, nó sẽ làm ảnh hưởng. Chúng ta hoàn toàn có thể xem VAR qua online bằng chiếc điện thoại của chúng ta. VAR của đội tuyển, VAR của VFF thì nó là 160 tỷ, còn VAR của đội ngũ truyền thông của chúng tôi nó độ tỷ 6 rồi. Và Thanh người bên phía cao thủ Ngọ Phúc sẽ có sự thay đổi người thứ tư khi mà Văn Tình sẽ được rút ra, Văn Mai sẽ được tung vào sân. Nhìn người nè, nhìn người con ơi, Văn Mai sẽ được đưa trở lại sân để thay cho Văn Tình.
Đá phạt thôi. Bên ngoài vòng cấm. Chắc chiêu vào. Cần chắc chiêu. Những cái cơ hội như này. Xuân Sang đang đứng chiêu bóng. Xuân Sang chuyển bóng cái tuyến này không được. Liên tiếp là những tình huống bị bắt bài. Đường lên. Có hai cầu thủ áo xanh đã không hiểu ý nhau. Những phút sắp tới chúng ta sẽ được xem sự tấn công tổng lực thay cơ. Không ơi, hơi vội vàng. Đó là pha bút bóng luôn của Xuân Sang. Xuân Sang hoàn toàn có thể bình tĩnh hơn để thực hiện một đường đi bóng đột phá vào trung lộ. Nhưng Xuân Sang lại thực hiện luôn một pha vớt bóng mà nó quá nhẹ để có thể hạ được Thủ Thành. Không được. Phản công. Rất khỏe. Một chiếc thẻ vàng ngay lập tức trọng tài Đại Đào Hòa đã rút ra. Chiếc thẻ vàng rút ra dành cho số 17 Xuân Bách. Và khán giả chúng ta hãy đứng lùi lại một chút đi, chúng ta vẫn xem được. Chúng ta không được đừng chạy vào sân. Một tình huống đá phạt. Không qua được hàng rào. Một pha chắn bóng khá quả cảm của số 5 Đình Khánh. Thay người. Bên phía cao thủ vô bản tiếp tục có sự thay đổi người. Khi mà Đình Khánh sẽ được rút ra vào sân là Xuân Kiên. Đây là Xuân Kiên. Không được. Thời gian thì vẫn còn. Khi mà tiếng còi của trọng tài chưa thổi tiếng còi mãn cuộc thì chưa thể nói đội bóng nào đã giành chiến thắng. Những phút tiếp theo sẽ hứa hẹn các cầu thủ vô bàn phải tấn công tổng lực để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số 1-1. Cách biệt nó chỉ là một bàn mà thôi. Cội vẫn còn cho đội bóng áo. Những đánh và những đường tấn công của đội bóng vô bản vẫn đang gặp một vấn đề gì đó trong cái khâu dứt điểm. Đây sẽ là thời cơ. Tuyến ơi, không phải là một cú sút, đó là một tình huống không chế bóng của số 7 trọng thể. Rất quyết liệt. Thời cơ. Xuân Sang. Xuân Sang. Cơ phản công. Không có một cầu thủ áo xanh nào băng cắt trong cái vào bóng rồi. Quá đáng tiếc.
Không thể dứt điểm. Thanh ơi, bên phía các cầu thủ vô bàn có sẽ đây là người Bạt Hưng sẽ được rút ra vào sân là Quang Tuấn. Một cầu thủ nhỏ bé nhưng mang cái dấu hiệu nhanh nhẹn sẽ được đưa vào sân để củng cố lại tuyến giữa cho đội bóng vô bàn. Phản công không hề có tiếng còi trọng tài, trận đấu vẫn được tiếp tục. Trước đó thì trọng tài Đại Đào Hòa đã cho các cầu thủ vô bàn để muốn lợi thế. Và hàng hậu vệ của các cầu thủ vô bàn thì vẫn còn đang ở nhà. Khá nguy hiểm. Có không bầu. Biến lên. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ vô bàn trong những phút vừa qua, họ cần phải cố gắng hơn. Liên tiếp là những pha nhồi bóng lên. Không chế tốt. Quang ơi. Rất thoáng. Đưa bóng vào, thay cơ. Không vào. Nếu như vừa rồi là một tình huống đánh đầu sượt của Xuân Kiên thì sẽ là một siêu phẩm, hoặc là một tình huống bỏ bóng chiến thuật. Bắt vô đây. Không có gì nguy hiểm. Cần phải nhanh khẩn trương hơn. Thì mà thời gian nó sẽ không ủng hộ đội bóng áo xanh. Tốc độ. Đưa vào. Đánh đầu được không? Không được. Coi. Bóng biên dành cho các cầu thủ Ngọ Phúc. Đây sẽ là đường phản công. Rất bình tĩnh. Đưa vào. Không thể vượt qua được cái đầu của hậu vệ bên phía cao thủ Họa Phúc. Quá mạnh mất rồi. Những phút thi đấu, thời gian của hiệp 2 có lẽ đã trôi dần trôi về những phút cuối cùng. Mà tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về đội bóng Ngọ Phúc. Bắt quả Minh Hiếu. Tuy nhiên thì bóng đã tìm đến xa ngang không. Nếu như pha vuốt bóng vừa rồi của Minh Hiếu mà nó vào khung thành thì có lẽ là một siêu phẩm và cũng là một vết cứa chí mạng
dành cho Vũ Bản. Toàn bộ các đội áo xanh đã dâng lên. Bây giờ thì không còn gì để mất nữa. Thua một bàn hay là 10 bàn thì nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Vào hiệp 2 trận đấu này sẽ có 4 phút bầu giờ. 4 phút để cho Vũ Bản tìm kiếm bàn thắng san bằng để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát và phân định thắng thua trên loạt đấu súng penalty cân nào. Và 4 phút cho đội bóng Hòa Phúc bảo vệ được chức vô địch của giải đấu năm nay. Quang ơi, không phải là tấn công, tiếp tục. Quang ơi, thay cầu. Ném biên không qua đâu. Chúng ta nhanh thôi nhưng cũng không thể quá vội vàng. Nhanh nhưng cũng phải đúng luật. Thoải cơ, khoảng trống. Sút, không được. Đây sẽ là đường phản công. Rất quyết tâm. Xuân Kiên, Xuân Kiên không vào. Văn Mai, Văn Mai, vẫn là Văn Mai. Đây có lẽ là một vết cứa chí mạng mà Văn Mai đã khứa vào tim những cổ động viên bên phía Vũ Bản. Anh ngoài nhá. Hai không, quá khó khăn. Cũng không thể trách các cầu thủ Vũ Bản hàng hậu vệ của họ được khi mà họ bắt buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn thắng san bằng. Thì phải hứng chịu những đợt phản công là điều hiển nhiên thôi. Vũ Bản đã rất nỗ lực trong những phút cuối. Bóng vẫn còn. Xuân Sang. Đây là Xuân Sang rất thoáng. Xuân Sang hơi chậm. Khá quyết tâm. Quá. Như vậy là phạt góc. Hiếu nhìn bóng con. Nhìn bóng. Vô đây. Sút. Không được. Xuân Kiên. Mà Xuân Kiên qua người. Xuân Kiên chân trái. Không được. Xuân Kiên. Có lẽ là thời gian không còn nhiều để cho các cầu thủ Vô Bản có thể tạo lên một cơn địa chấn. Và hết giờ. Xin được chúc mừng các cầu thủ Hòa Phúc quả đã vượt qua Vô Bản với tỷ số 2-0 trong trận chung kết và đã bảo vệ được chức vô địch. Lần thứ hai năm 2023.
Như vậy là hai đội sẽ xếp hàng luôn ở giữa sân để trao giải luôn. Chúng ta sẽ xếp hàng ở giữa sân luôn để chúng ta làm lễ trao giải. Và ban tổ chức cũng xin kính mời gia đình em Đoàn 94 hãy ra khu vực khán đài A để chúng ta làm lễ trao giải. Trưởng ban công sơn, trưởng ban tổ chức công sơn sẽ trao giải nữa nhỉ? Và trưởng ban tổ chức công sơn cũng sẽ cùng lên để trao giải cho hai đội bóng của chúng ta. Và xin mời đại diện của đội Bắc Sơn, chúng ta hãy vào sân để nhận. Và đại diện Phố Nông, đại diện Bắc Sơn và đại diện Phố Nông, chúng ta cũng vào sân để nhận. Như vậy là đồng giải 3 cho giải đấu năm này là Bắc Sơn và Vũ Nông. Xin mời hai đội bóng hãy vào sân để nhận đồng giải 3. Vâng, đại diện của Vũ Nông và đại diện Bắc Sơn. Vâng, bây giờ thì có lẽ là dịch Covid của chúng ta cũng đã hết rồi. Và các bạn lãnh đạo chúng ta nên bỏ khẩu trang ra để cho hình ảnh của chúng ta nó được đẹp đẽ hơn. Và những đại diện của chúng ta hãy bỏ khẩu trang ra. Chúng ta sẽ chào đồng giải 3 trước dành cho vâng, xin được chúc mừng các cầu thủ Vũ Nông và Bắc Sơn. Chúc cho tập thể của Vũ Nông và Bắc Sơn sẽ mãi mãi đoàn kết để mùa giải năm sau chúng ta sẽ cố gắng hơn. Và sau đây sẽ là giải 2 Nhà Đương Kim Á Quân. Xin chúc mừng Vũ bạn, họ đã có một trận đấu khá kiên cường. Tôi cho nên chúng ta sẽ trao giải cá nhân trước dành cho trọng tài đã nhiệt tình điều khiển chính trận đấu này, đây là đại đầu à. Còn lưu niệm và phần thưởng của ban tổ chức. Chúc cho Đại Đào Hoa sang năm mới 2023 sức khỏe dồi dào. Bây giờ sẽ là Nhà Đương Kim Á Quân Vô Bản. Xin được chúc tập thể Vô Bản ở mùa giải lần sau chúng ta sẽ cố gắng hơn để đổi màu huy chương. Và tập thể của chúng ta sẽ mãi mãi đoàn kết. Và một cái đóa hoa trị giá 3 triệu do anh Trường thì đã có chủ nhân khi mà FC Ngọ Phúc đã giành chiến thắng. Phụ bán đã rất quyết tâm rồi. Tuy nhiên thì họ đã không thể nào vượt qua được đội bóng bán lĩnh hơn, đó là Ngọ Phúc. Và bây giờ thì danh hiệu danh giá nhất Nhà Đương Kim vô địch của giải đấu này xin được xứng danh Ngọ Phúc. Khán giả thì cũng đến sân rất đông, cổ động viên của Ngọ Phúc để cổ vũ cho đội bóng quân cưng của mình. Xin được chúc cho FC Ngọ Phúc sẽ mãi mãi đoàn kết để mùa giải năm sau chúng ta sẽ lại tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương của mình. Và bây giờ sẽ là thời khắc rất quan trọng khi mà nhà tài trợ vàng của chúng ta sẽ trao chiếc cúp vô địch dành cho đội trưởng bên phía Ngọ Phúc, đó là thủ thành Trần Nam. Và sau đây Trần Nam sẽ cùng với lại đồng đội của mình dâng cao chiếc cúp vô địch
Và xin được chúc mừng đội bóng Nga Phúc và đội ngũ truyền thông bình luận viên Nguyễn Anh Hùng và bình luận viên Vũ Tiến cũng xin được chào tạm biệt quý vị khán giả tại đây và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào dịp gần nhất. Xin chào.